Chào các em, trong phần video này thầy hướng dẫn các em học sinh lớp 11 giải bài tập về hỗn hợp alkan, alken, alkadien và ankin. Thì hôm trước thì thầy đã làm phần 1 rồi. Thầy đã hướng dẫn phần 1 tới câu 8. Thì em nào chưa xem phần 1 thì có thể xem lại. Thì hôm nay thầy tiếp tục thầy hướng dẫn tiếp cái phần 2 bắt đầu từ câu 9. Do hướng dẫn từ phần 2 có nghĩa là chúng ta đã nắm vững rồi nên thầy sẽ giải theo cái hướng nhanh gọn lẹ. Rồi, bài 9. Bài 9 người ta cho Robin. Robin là C3H4. Ethylene là C2H4. Giải theo hướng kiểu nhanh các em. Hỗn hợp này là M gam. Khi đốt cháy hỗn hợp này thì thu được là 4,84 gam CO2. Đốt CO2 4,84 gam thì đồng nghĩa với nhiêu mol thì bấm luôn, 4,84 chia cho 44 sẽ 0,11 mol nha. CO2 là 0,11 mol. Mặt khác nếu làm no hỗn hợp này, làm no có nghĩa là cộng hiro đó, cộng tối đa luôn, cộng hiro dư thì hiro cần dùng 1,344, thầy xử lý luôn nghe, 1,344 là 0,06, 1,344 chia 22,4 0,06, thằng này là 0,06 mol. Rồi đề bài người ta hỏi nếu cho hỗn hợp này, vừa tóm tắt đề vừa làm này luôn nghe cho nó nhanh còn lẹ. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với brom, brom là 5%, thì người ta hỏi M dung dịch brom tính khối lượng dịch, M dung dịch brom này nè là bao nhiêu. Đây là cái đề bài. Rồi cách làm như này, bây giờ lập theo CO2 thầy gọi là ít nha, là y. Vì lập theo CO2 thầy sẽ được là bảo toàn carbon nha. 3X cộng 2Y bằng 0,11. Cái này gọi là bảo toàn carbon. Hiro thì gọi là bảo toàn bi đó. Thằng này nó có liên kết 3, vậy là 2Bi, vậy là 2X. Thằng này có liên kết đôi, vậy là có 1Bi, vậy là 1Y bằng mol hiro bằng 0,06. Rồi vậy chúng ta giải nhanh ra được X bằng và Y bằng. Ba, hai, 0,11, 2, 1, 0,06, X bằng 0,01, Y bằng 0,04. Rồi đề bài kêu tác dụng với brom thì lúc này chúng ta suy ra được mol brom. Mol brom lúc này thằng này dùng 2 brom, cái này cũng gọi bảo toàn bi đó, vậy là bằng 2 lần mol của C3H4 cộng 1 lần mol này, thằng này có 1 bi, vậy là 2 nhân cho 0,01 cộng 0,04, vậy là bằng 0,06 mol. Đề bài kêu tính M dung dịch. M dung dịch brom. M dung dịch brom thì bằng M chất tan nhân 100 chia cho C%. M chất tan chính là M brom thôi, là 0,06 nhân BR2 là 160 nhân 100 của công thức chia C%, người ta cho sẵn là 5. Thì sẽ ra cái đáp án người ta cần tìm. Không phết 06 nhân 160 nhân 100 chia 5, 192 gam.
Vì đáp số là 192 gram. Rồi về đây chính là cái xong cái câu chính. À, chúng ta giải theo kiểu nhanh gọn lẹ đó nghe. Tiếp tục câu 10. Có nghĩa là chúng ta vừa đọc đề, chúng ta vừa tóm tắt đề, vừa xử lý dữ kiện đó luôn. À, sau này cái hướng trắc nghiệm chúng ta phải làm như vậy nha. À. Chứ không thể nào đọc đề ngồi ghi ra từ từ nha. Cái hướng trắc nghiệm, giải theo kiểu trắc nghiệm. Câu 10. Hỗn hợp gồm 3 thằng. Etan là C2H6. Ethylene là C2H4. Isopropan là C5H8. À, em nào quên thì chúng ta phải biết mấy công thức này ra nha. Hỗn hợp này có tổng số mol là 8.96 chia 2.4 là 0.4 nha. Bấm cho em coi thôi. 8.96 chia 2.4 bằng 0.4 mol. Hỗn hợp này là 0.4 mol. Sau khi tác dụng với brom, cộng brom dư thì người ta thấy khí thoát ra. Thì cái khí ba ga này chính là không tác dụng. À, thì không tác dụng chính là ancan C2H6. Vậy là 1.12 lít chia 2.4 luôn là 0.05. 1.12 chia 2.4 là 0.05. Vậy chúng ta có thằng quỷ này là 0.05 mol. Có gọi luôn đó. Mặt khác, nếu đốt cái hỗn hợp này, à, cũng hỗn hợp này nữa, nhưng mà lúc này là đốt cháy, rồi dẫn vào bình, à, đốt cháy thì sản phẩm cháy chắc chắn gồm là CO2 và nước. Người ta dẫn sản phẩm cháy vào cái bình chứa nước vôi CaOH2 lần dư, à, đặc biệt cái này nghe phải có chữ dư vô. Dư thì chắc chắn tạo ra cái kết tủa nó tác dụng với CO2 thôi. Kết tủa CaCO3. Nha. CaCO3 tính cho mol 125g chia cho 100. Vậy là 0.125 nha, 125 chia 100 là 0.125. Ê, tào lao. 1.25. 125 vậy là 1.25 mol. Sao tự nhiên qua đây lớn vậy? 125 chia 100. Rồi đúng rồi. Rồi người ta kêu tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A. À, tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A có nghĩa là thể tích của từng khí trong đây. Rồi như vậy đầu tiên mình có cái này mình bỏ qua bên nè, thể tích này có rồi nè. À, thể tích của C2H6 là 11.2. Vậy còn lại hai thằng nha. Rồi như thầy gọi thằng này là X. Thằng này là Y. Rồi vậy thầy sẽ được cái phương trình nè. Thằng này là 0.05 nha. Vậy là X cộng Y bằng 0.4 trừ 0.05 trừ này ra. Một phương trình. Được chưa? Số mol kết tủa này bằng số mol CO2. À, bảo toàn carbon. Cái này gọi là bảo toàn carbon nha. Vậy nên này là 2X nè cộng 5Y nè. Thì theo bảo toàn carbon sẽ bằng là 1.25. Mà chúng ta phải trừ ra này ra. Trừ này là 0.05 nhân 2. Rồi vậy chúng ta bấm giải hệ này ra. X bằng Y bằng 1.51 0.4 trừ 0.05 2.5 1.25 trừ 0.05 nhân 2. Vậy X sẽ bằng 0.2. X bằng 0.2 và Y bằng 0.15. Y bằng 0.15. Rồi vậy suy ra thể tích tương ứng. Thể tích của C2H4 bằng 0.2 nhân cho 2.4 bằng 4.48 lít. 4.48 lít. Thể tích của C5H8 là 0.15 nhân 2.4 là 3.36 lít. Và thầy ghi lại cái thể tích của C26 luôn. Thể tích C26 đầu tiên ta đã cho rồi.
là 1,12 lít. Thì đây chính là cái đáp số của cái bài 10. Ok. Giải theo kiểu trắc nghiệm thì rất là nhanh nha mấy em. Em nào mà muốn thầy làm nhiều dạng này thêm giải kiểu trắc nghiệm thì cứ để comment nha, thầy sẽ hướng dẫn cho giải, mình giải trắc nghiệm thì rất là nhanh. Giải tự luận thì nó thấy ngán lắm, nó dài. Rồi bài 11. Bài 11 hỗn hợp gồm 3 chất. Metan là CH4, acetylen là C2H2, ethylen là C2H4. Hỗn hợp này có khối lượng là 6,4 gram. Nhớ nghe vừa làm vừa tóm tắt như thế này. Cũng qua dung dịch brom, brom dư. Brom dư để làm cái gì? Brom dư có nghĩa là thằng nào tác dụng nó tác dụng hết. Khí thoát ra thì là thằng không tác dụng, cũng như thịt như bên nãy. Đó là khí bay ra chính là CH4. 3,36 lít. 3,36 chia 2,4 bằng 0,15 mol. Mấy số này thầy quen nên thầy không có bấm. Cũng hỗn hợp này cho tác dụng với bạc nitrat trong NH3, AgNO3 trong NH3 thì chỉ có C2H2 tác dụng thôi. Và khi C2H2 tác dụng nó tạo thành bạc acetylo, đó là Ag2C2. Mol này thầy bấm luôn. 24 chia cho 240, em mà lớn nó 240, bấm lại nè. 108 nhân 2 cộng C2 là 24. 240. 24 chia 240 bằng 0,1. Như thằng này là 0,1 mol. Rồi. Như vậy tới đây chúng ta có thể kết luận đó là mol của CH4 bằng 0,15, bài này không giới hạn nha. Mol của C2H2 nó bằng mol tổ bằng 0,1. Được chưa? Vậy dễ dàng chúng ta suy ra mol của cái này. Đầu tiên chúng ta tính khối lượng nó trước. Khối lượng của C2H4 sẽ bằng khối lượng hỗn hợp 6,4, chúng ta trừ ra này. CH4 là 0,15 nhân 16 trừ cho này 0,1 nhân 24,26. Rồi, vậy chúng ta sẽ trừ ra 6,4 trừ 0,15 nhân 16 trừ 0,1 nhân 26 sẽ bằng 1,4. 1,4. Được chưa? 1,4 gram. Siga mol luôn. Mol của C2H4 1,4 chia 28 bằng 0,05 nha. Rồi vậy chúng ta đã có mol 3 cái, 1 thằng, 2 thằng, 3 thằng, coi như là đã xong đó. Tính phần trăm khối lượng của mỗi khí. Rồi vậy là câu A, phần trăm khối lượng của CH4 nha. Tính khối lượng. Câu A tính khối lượng không à? Câu A là tính khối lượng. Vậy là 0,15 nhân 16 khối lượng của C2H2 0,1 nhân 26 khối lượng của C2H4 tính rồi 1,4. Rồi bấm 0,15. Chỉ có này thôi. 0,15 nhân 16 2,4. Này là 2,4. Cái này là 2,6. Rồi cái này 1,4. Vậy xong câu A. Câu B, phần trăm khối lượng của CH4 2,4. 2,4 chia cho 64. 6,4 nhân 100 bằng 2,4 chia 6,4 nhân 100 37,5%. 37,5% khối lượng của C2H2 2,6 chia 6,4 nhân 100. 2,6 chia 6,4 nhân 100. Tính cái này cái chán quá.
60,625. Ấy 40. 40,625. Phần trăm khối lượng của C2H4 1,4 chia 6,4 nhân trăm. 1,4 chia 6,4 nhân trăm. 21,875. 21,875. Rồi như vậy xong cái bài 11. Tiếp tục bài số 12. Rồi bài 12. Hỗn hợp gồm 3 chất. Giống bài nãy ta. Giống nha. Hỗn hợp gồm 3 chất đó là CH4, Robilen là C3H6, Isoren là C5H8. Hỗn hợp là 8,96 lít, đồng nghĩa với là 0,4 mol. Cũng tác dụng brom dư. Để như brom dư không? Brom dư thì thằng không tác dụng bay lên. CH4 bay lên 1,12 lít là 0,05 mol. Mặt khác cũng đốt nữa, đốt quỹ này cộng oxy đốt cháy. Sản phẩm cháy chắc chắn là gồm CO2 và nước. Sau đó dẫn sản phẩm cháy vào bình nước vôi dư CaOH2 lần dư. Thì lúc này thu được tủa CaCO3. Em mà lớn CaCO3 rất là dễ nhớ, 100. 140/100 là 1,4 mol. Nha. Đề bài kêu tính thể tích mỗi khí. Vậy thằng này thể tích này có rồi nè, CH4 là 11,12 nè. Còn hàng này giống hệt như bài nãy. Rồi vậy thầy gọi đây x, ở đây y. Vậy mình sẽ được là x cộng y bằng 0,4 trừ cho 0,05 trừ của metan ra. Phương trình thứ hai bảo toàn carbon. 3x cộng 5y sẽ bằng 1,4. Chúng ta trừ mol này bằng mol CO2 nha, sẽ trừ quỹ này ra, trừ 0,05 nhân 1 C đó, rồi giải ra mol 51 0,4 trừ 0,05 3 5 1,4 trừ 0,05 x bằng 0,2, y bằng 0,15, x bằng 0,2, y bằng 0,15. Rồi vậy tới đây kết luận thể tích của C3H6 bằng 0,2 nhân 0,4 là 4,48. Được chưa? Thể tích của C5H8 0,15 nhân 0,4 là 3,36 lít. Còn thể tích của CH4 cho rồi ghi lại thôi. CH4 bằng 1,12 lít. Rồi vậy xong bài số 12. Tiếp tục bài số 13. Bài số 13 cho hỗn hợp 3 khí. Acetylen là C2H2, ethylen là C2H4 và etan là C2H6. Hỗn hợp này tổng mol khí là 11,2 chia 0,4 là 0,5 mol. 0,5 mol. Cho hỗn hợp này tác dụng với bạc nitrat dư. AgNO3 dư trong là H3. Thì chỉ có C2H2 tác dụng thôi, tạo thành bạc acetylo AG2C2. M lớn là 240, 2,4 chia 240 là 0,1 mol. Hỗn hợp còn lại. Như bài này lưu ý nghe, vì hỗn hợp còn lại nghe, chứ không phải là vì sau khi được cái này xong hỗn hợp còn lại. Hỗn hợp còn lại là còn hai khí đó, C2H4 và C2H6 đó. Người ta dẫn vào bình brom.
thì thấy khối lượng bình brom tăng lên là 56, bình tăng, M bình tăng, bình tăng chính là cái thằng tác dụng bằng 5,6. Rồi đây kết luận luôn, đây chính là khối lượng của thằng C2H4. Rồi coi như bài này xong, không cần làm gì nhiều. Rồi, vậy là chúng ta sẽ được là mol của C2H2 bằng mol của Ag2C2 bằng 0,1. Còn mol của thằng C2H4 bằng khối lượng của nó là 5,6 chia M lớn là 28. Nha. Bằng 0,2 cái gì? 5,6 chia 28. 0,2. Rồi chúng ta suy ra mol của thằng C2H6 luôn. Tổng ba thằng không có 5 mol, thằng không có 1, thằng không có 2 dư thừa lại 0,2. Xác định phần trăm thể tích. Phần trăm thể tích của C2H2 là 0,1 chứ 0,5 là 1 phần 5. Nè. 1 phần 5 nhân trăm. 0,1. 1 chia 5 là 20%. À, thể tích của C2H4 là 2 phần 5 nhân trăm là 40%. Tương tự thể tích của C26 cũng bằng 40%, 2 phần 5 bằng 40%. Câu B, tính tỷ khối hơi của hỗn hợp sơ không khí. Cái này xong câu A. Câu B, D của hỗn hợp X so với không khí. D là bằng M lớn của X chia M lớn không khí là 29. À, M lớn không có tính chất cộng nha. À, M lớn thì chúng ta lấy M lớn ba thằng cộng lại nhưng là sai đó. M lớn nó bằng M nhỏ hỗn hợp chia mol hỗn hợp. Đây. M nhỏ hỗn hợp lấy từng thằng. 0,1 nhân 26 cộng 0,2 nhân 28 cộng 0,2 nhân 30. Cái này mới mà nhỏ hỗn hợp nè. Em mà nhỏ hỗn hợp chia mol hỗn hợp. À, chia mol hỗn hợp là 0,5. Rồi chia mà lớn 29. Thực ra chúng ta dục 0,5 xuống đây cũng được. Rồi, chúng ta cứ bấm bình thường vậy đi. 0,1 nhân 26 cộng 0,2 nhân 28 cộng 0,2 nhân 30 bằng chia 0,5 bằng 28,4. Tiếp tục chia 29 là không khí ra tỷ khối bằng 0, đứt mực trời, 0,979, 0,98 bằng 0,98. Tóm lại cách làm là như vậy. À, vậy đó là xong bài 13. Bài 14. Bài 14. Hỗn hợp cũng gồm 3 chất, đó là C2H2, CH4. Ethylene là C2H4. Hỗn hợp này có thể tích là 4,032. Bấm đi, 4,032 chia 22,4, số này lạ quá. 0,18 mol. Hỗn hợp là 0,18 mol. Cũng tác dụng với là bạc ni chát dư. Trong là H3 dư. Kết tổ vẫn là AG2C2. À, chia luôn 7,2 chia 240, kết tổ 240, 7,2 chia 240, 0,03 mol, 0,03 mol, chỉ có một em này là 0,03 đó. Nếu dẫn qua cái này, không phải dẫn tiếp nha, mà nếu dẫn cái này qua bình brom cộng brom thì thấy có brom phản ứng nha. À, mol brom phản ứng là 14,4 chia 160, 14,4 chia 160, 0,09, 0,09 mol. Rồi như vậy xử lý dư kiện ở đây,
nha. Vì mol brom nè, mol brom phản ứng theo bảo toàn bi đó bằng 2 lần mol của C2H2. Từ đây thầy suy ra mol C2H2, mol C2H2 bằng 0.03. Theo bảo toàn bi thì mol brom sẽ bằng 2 lần mol CH2 cộng mol của C2H4, nó có 1 bi. Thì dễ dàng chúng ta suy ra mol của C2H4 bằng, thằng này 0.09, 2.02 là 0.06, vậy này là 0.03. Có này 0.03, chúng ta suy ra mol của CH4 luôn. 0.18 mà thằng quỷ này 0.03, thằng này cũng 0.03. Vậy suy ra thằng quỷ này là 12 là 0.06. Ý, tào lao. Hai thằng mới có 0.06 à. Vậy thằng này 0.12. Rồi. Tính phần trăm thể tích. Rồi, phần trăm thể tích của C2H2 bằng 0.03 chia 0.18 nhân trăm. 0.03 chia 0.18 nhân trăm. 16.67. 16.67. Rồi tương tự của phần trăm thể tích của C2H4 cũng bằng, tại cũng bằng 0.03, 16.67. Phần trăm thể tích của CH4 bằng 0.12 chia 0.18. 0.12 chia 0.18 nhân trăm. 66.67. 66.67. Rồi như vậy đó là toàn bộ phần hướng dẫn ha, của bài tập hỗn hợp. Thì qua bài tập này thì em nào có muốn thầy hướng dẫn tiếp cái dạng này thì cứ để lại comment ở dưới, phần bình luận dưới. Nếu mà có nhiều em cần nữa thì thầy làm tiếp phần 3. Hiện tại này mới phần 2 thôi, mấy bài tập tương đối đơn giản. Nếu là phần 3 nên thầy sẽ làm khó hơn. Rồi thầy chào các em.